Ba ơi, con tính Tết này cho cháu đi du lịch nên chúng con không về được. Tại sao trong ngày Tết lại có ba lì xì với ba? Để khi con mừng tuổi ba mẹ thì ba mẹ sẽ lì xì cho con. Vậy tại sao người nhỏ lại phải mừng tuổi người lớn mẹ ba? Để người nhỏ chúc người lớn sức khỏe dồi dào đó con. Lâu lắm rồi mình không mừng tuổi ông bà, vậy sức khỏe của ông bà còn dồi dào không ba? Mình còn được mừng tuổi ông bà bao nhiêu lần nữa mẹ ba? Cái gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó. Ông bà ơi! Tết nào vui, bằng Tết còn. Cùng Nét Kim về nhà đón Tết, gia đình trên hết.